chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình nâng cấp từ sàn giao dịch điện tử Smart. Smart coi coi Smart nha bạn. Thì chương trình nâng cấp này, sàn này nó sẽ còn 28 ngày nữa sẽ sàn nó sẽ ra mắt cho tất cả anh em. Hiện tại thì nó có chương trình cho tất cả anh em tham gia góp để giới thiệu bạn bè để nhận được từ 200 đô tất cả anh em. Rồi thì các bạn biết trên phần link mô tả của mình đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Thì dòng đầu thì các bạn địa chỉ email của tất cả các bạn vào thôi. Đây là một sàn điện tử rất là ngon các bạn. Các bạn bấm vào tham gia xin chào nữa các bạn. Sau này sàn nó khi nào sàn 28 ngày nữa sàn nó sẽ mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn. Các bạn như vậy tiền địa chỉ email của tất cả các bạn vào thôi các bạn. Chục đô nữa các bạn. 10 rep thì các bạn sẽ được 200 đô nha các bạn. 5 rep thì được 80 đô các bạn. Rồi các bạn việc copy cái link rep này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Đây các bạn nhấp vào tài Twitter các bạn theo dõi nữa các bạn. Các bạn như việc điền email nha các bạn. Sau này có thông tin từ sàn này mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.